Chào các bác nhá, lại quay trở lại với kênh mua bán ô tô của Vũ Duy Ô Tô. Vâng, hôm nay là bài báo giá tổng hợp tất cả các mẫu xe đang có mặt tại siêu thị ô tô lớn nhất Việt Nam. Vâng, và thời điểm này thì bên em có đang tầm 350 đầu xe. Và sắp tới thì bên nhà em sẽ dồn lên tiếp tục để làm sao mà có một bãi xe mà đến hơn 500 đầu xe. Đương nhiên rồi, cái lán phía đằng trước mặt các bác đây là lán xe mà bên em đã mở rộng quy mô. Và với hơn 500 đầu xe thì khẳng định với các bác rằng với một cái tiêu chí rằng là ai đến xem xe là kiểu gì cũng chốt. Vâng, những chiếc xe đủ các dòng thể loại từ bán tải, sedan, rồi SUV, CUV, hatchback, pick up đầy đủ luôn đấy các bác nhá. Và những bác nào mà quan tâm đến mẫu xe nào thì mời các bác qua cửa hàng bên em lựa chọn. Cũng có thể là các bác ngồi ở nhà nằm trên giường, các bác xem chi tiết tất cả những cái xe qua báo giá. Và các bác cần con xe nào, các bác chỉ cần chụp hình lại gửi qua Zalo qua số điện thoại 0869158926. Bên em sẽ gửi chi tiết lại hình video chi tiết kèm theo cho các bác để các bác tiện bề theo dõi nhá. Và bây giờ thì em sẽ bắt đầu từ lô bán tải như mọi khi thôi. Và bán tải thì lần này là em không để ở đằng ngoài kia nữa rồi, không để ở phía bên kia, mà bây giờ là em chuyển hết về đằng này. Đấy, bán tải cho các bác lựa chọn luôn nhá. Sau đó thì đến các cái dòng xe cỡ nhỏ. Đầu tiên là một chiếc Avanza. Con này thì đấy, vừa mới thò ra cái mất hình ngay. Bác khách, bác ấy nhanh tay đã cọc rồi. Con này thì để tạm đây, tí nữa thì sẽ cho vào trong khu vực mà xe cọc rồi nha các bác nhá. Đấy, nói chung là xe bên em bán rất là nhanh. Thế nên là bác nào mà mua thì các bác hãy nhanh tay đến ngay với Vũ Duy Ô Tô xem xe và trải nghiệm luôn, để làm sao cho mình có một chiếc xe ưng ý mà không phải nghĩ ngợi gì. Kể cả em Ford Laser này, đấy, cũng đã cọc rồi. Đấy, bên nhà em xe cọc thì sẽ để riêng vào cái lán đằng này. Đấy, vâng. Nào, đầu tiên là một chiếc Ford Ranger bản XLT đời 2014, động cơ máy dầu nhập Thái bản 2 cầu. Vâng, đây là một chiếc xe XLT số sàn 2 cầu, giá là 479 triệu đồng. Con này thì đã rút hồ sơ rồi nhá, nên là về là các bác chỉ có việc sang tên bấm biển thôi, rất là đơn giản luôn. Ranger XLT 2014 479 triệu đồng. Ford Wildtrak 2014 nhập Thái máy dầu 3.2 bản full kick biển 14C22626, và con này thì đang bán là 545 triệu đồng. Đây là một chiếc xe màu bạc khỏe, gầm bệ chắc chắn đấy các bác nhá. Vâng, form xe cực kỳ cứng luôn, 2014. Tiếp theo bên này ta có một chiếc Ford Ranger bản XLS đời 2016 máy dầu nhập Thái bản 1 cầu 2.2 số tự động biển 15C39228, và con này thì đang bán là 555 triệu đồng. Một chiếc Nissan Navara bản SL 2017 đăng ký lần đầu năm 2018. Vâng, động cơ máy dầu 2.5 số sàn 2 cầu, và con này thì đang bán với giá là 525 triệu đồng, biển 97C02416 các bác nhá. Đây là một dòng xe bán tải giá rẻ mà lại xe thì cũng khá là tự cứng ạ. Ai yêu thích dòng Mitsubishi Triton đời 2017, động cơ máy dầu nhập Thái, số tự động 1 cầu thì đây nhà em còn một con đây. Hôm trước nhà em có một con màu xám thì đã bán rồi, còn đây là còn một con màu trắng biển 88C20751, giá là 512 triệu đồng các bác nhá. Mazda BT50 đời 2014 máy dầu 2013, xin lỗi các bác, máy dầu 2 cầu bản 3.2 full kick số tự động. Xe cực đẹp mà giá chỉ có 448 triệu đồng. Chiếc xe này đã rút hồ sơ rồi. Và là giờ các bác chỉ có việc sang tên bấm biển thôi, biển 14C08704 các bác nhá. Đấy, Mazda BT50 màu xanh cực đẹp luôn. Tiếp theo bên này là có một chiếc 2018 động cơ máy dầu 2.2 số tự động biển 18C09332, và chiếc xe này thì đang bán giá là 565 triệu đồng. Đấy, vâng. Một chiếc Triton 2019 máy dầu nhập Thái bản 2.5 số sàn, con này 1 cầu, và con này thì đang bán là 560 triệu đồng, form mới các bác nhá, biển 20C18151, vâng, xe vừa về cửa hàng xong. Chỗ này thì bên nhà em sẽ dự định là lắp một cái lơi mà trao xe, vâng, lơi bàn giao xe cho khách hàng, đấy. Làm một quy mô rất là lớn, các bác chỉ cần nhìn từ góc này là các bác biết là cửa hàng em nó rộng lớn như thế nào rồi. Chỉ cần mời các bác đến qua xem cửa hàng, kiểu gì cũng sẽ chốt được xe. Tiếp theo là một chiếc Ford Ranger bản XLT 2013 màu đỏ mùa mận rất đẹp luôn. 2013 số sàn 2 cầu máy dầu 2.2
biển 14C06896, và con này thì đang bán với cái giá là chỉ có 425 triệu đồng ạ. Vâng, đúng 425 triệu đồng. Nội thất thì độ gai chắc, xe cực đẹp, màu cực tươi, và dòng này thì nói chung là rất là đẹp rồi. Các bác đi quá ok. 2013-14, những cái dòng xe này là những dòng xe được rất là nhiều người ưa chuộng nhá. Ford Ranger bản XLS đời 2015, máy dầu nhập Thái một cầu, bản 2.2 số tự động. Và con này thì biển 35C1159, giá đang là 485 triệu đồng. 485 triệu đồng các bác nhá. Vâng. Ford Ranger XLT 2011, máy dầu nhập Thái bản 2.5 hai cầu số sàn, biển 27C04894, giá 339 triệu đồng. Ford Ranger 2009, máy dầu nhập Thái bản 2.5 số sàn hai cầu có nắp thùng. Con này biển 18C09823, xe đẹp mà giá chỉ có 295 triệu đồng. Ford quay chắc 2010, bản máy dầu 2.5 số sàn hai cầu, biển 29C69973, và chiếc xe này thì đang bán với cái giá là 308 triệu đồng các bác nhá. Vâng, chỉ 308 triệu đồng thôi. Ford Ranger bản XLT đời 2012, máy dầu nhập Thái hai cầu số sàn bản 2.2, biển 14C05588, và con này thì đang bán với giá là 379 triệu đồng. Chỉ 379 triệu đồng chiếc xe Ford Ranger như thế này thôi ạ. Vâng. Một chiếc BT50 đời 2013, máy dầu nhập Thái bản 3.2 số tự động, biển 23C03800, và đang bán là 448 triệu đồng, màu vàng cát các bác nhá. Tiếp theo bên này ta có một chiếc Mitsubishi Triton đời 2011, máy dầu hai cầu bản full, vâng, số tự động các bác nhá. Con này thì đã rút hồ sơ rồi và giá bây giờ đang là 358 triệu đồng. Mitsubishi Triton, dòng xe cực kỳ bền lành, thương hiệu đến từ Nhật Bản, ăn dầu ít, khỏe, lành, bền. Mỗi tội form nó hơi kiểu nó người ta gọi là vuốt cạnh theo góc chứ nó không hề vuông vức một tí nào. Isuzu D-Max đời 2011, biển 29C15118, động cơ máy dầu 3.0 số sàn một cầu, dòng này đi cực khỏe và lành. Đặc biệt là bác nào đi công trình công trường thì em nói thật con này quá ok luôn. Một chiếc 2009 Isuzu D-Max số tự động các bác nhá. Và cái này số sàn, còn đây là số tự động. Số tự động thì em đang bán với cái giá là 309 triệu đồng, còn chiếc xe này 325 triệu đồng ạ. Vâng. 309 triệu đồng, biển 98C26677 các bác nhá. Vâng. Nissan Navara LE 2013, máy dầu nhập Thái bản 2 cầu số sàn, máy dầu 2.5 và chiếc xe mang biển 29H048025, đang bán với giá là 379 triệu đồng các bác nhá. Vâng, chỉ 379 triệu đồng chiếc xe này ạ. Bên này thì chiếc Marlin 2014 với cái giá 179 triệu đồng này thì bác khách ở trong miền trong đã cọc tiền rồi. Bây giờ là bên em sẽ rút hồ sơ và chuyển vào trong đó thôi. Vâng, rất nhanh chóng. Một con xe rất là đẹp luôn, hàng hiếm luôn. Vâng, màu cực độc. Đây là màu của gọi là VinFast Fadin hàng hot đấy ạ. Vâng, mà các bác nhìn ạ, đúng kiểu của VinFast Fadin luôn, nhưng giá nó lại rẻ chỉ bằng nửa Fadin thôi nhá. Chevrolet Spark đời 2013 bản LTZ số tự động, máy 1.0 bản đủ, biển 29A91799. Vâng, 5 chỗ ngồi rộng rãi và yêu thương, nhưng giá chỉ có 218 triệu đồng thôi. 218 triệu đồng chiếc xe Chevrolet Spark 2013 vừa về xong nhá. Con này là một chiếc xe cực đẹp luôn, hàng cực hiếm luôn, biển 99 mãi mãi, tuyệt vời. Và những ai mà yêu thích chiếc xe này thì nhanh tay alo ngay cho em Vũ Duy Ô Tô, xe vừa về ngày hôm qua. Màu sơn xanh cực đẹp luôn. Tiếp tục bên này ta có một chiếc Kia Morning đời 2011 bản nhập. Vâng, con này nhập full cửa nóc, la răng đúc, vành hoa mai, biển 15A01759, một chủ từ mới đăng ký tại Hải Phòng. Và con này thì nói chung chất thì khỏi bàn rồi. Xe nhập Hàn nên là giá của nó cũng hơi cao một chút, 275 triệu đồng, nhưng mà tiền nào của đấy nhá. Vâng, xe lăn bánh đúng 3 vạn thôi, chả hiểu làm sao mà nó lại ngon vậy. Tiếp tục bên này ta có một chiếc Ford Fiesta 2014, động cơ máy xăng 1.0 turbo, số tự động, biển 14A48161, và con này thì đang bán là 338 triệu đồng. Vâng, phải nói là 338 triệu đồng chiếc Ford Fiesta 2014 này thì quá ok rồi. Con này em chưa làm gì đâu, tí nữa xong video tổng hợp em sẽ làm chiếc xe này. Một chiếc Hyundai Grand i10, biển 15A48917, con này thì
Vâng, anh em đánh về xong. Vâng, xe vẫn còn rất là nét. Đây các bác nhìn này, nội thất xe thì tươi mới luôn, 2017. Số tự động các bác nhá. Đây, số tự động đây này. Giá là 345 triệu đồng con này nhá. Số tự động bản đủ 345 triệu đồng. Vâng, 345 triệu đồng trước I10-217 biển 15A48917. Số tự động bên em thì khá là nhiều luôn, tha hồ cho các bác xem. Đấy, đấy mới chỉ là một lán thôi. Còn đây tiếp tục bên này, bên nhà em thì xe cực nhiều luôn, thoải mái cho các bác đến xem xe và lựa chọn. Kia Morning đời 2010 biển 14A26849. Con này thì zin cả xe, bao cam kết cho các bác và giá chỉ có 189 triệu đồng thôi. Một chiếc Kia Morning đời 2010 nhá, 189 triệu đồng số tự động ạ. Vâng. Không lại báo số sàn chết dở. Hyundai Grand i10 đời 2014 nhập ấn máy xăng 1.0 số tự động biển 15A12164 và con này đang bán là 308 triệu đồng các bác nhá. 308 triệu đồng số tự động ạ. Vâng, không phải là số sàn đâu. i10 bản đủ 2016 nhập ấn máy xăng 1.0 số sàn. Vâng, con này thì đang bán là 258 triệu đồng. i10 258 triệu đồng. Kia Morning đời 2008 đăng ký 2009 bản nhập biển 15A12143 và con này đang bán là 189 triệu đồng. Đấy. Một chiếc Chevrolet Spark đời 2010 xe đẹp biển 17L0086 một chủ từ mới nhá các bác nhá. Con này thì máy 0.8 số sàn và giá thì chỉ có 86 triệu đồng thôi. Bác nào mà yêu thì alo ngay cho em. Con này là một con xe giá vừa rẻ mà xe cực kỳ cứng luôn đấy ạ. Vâng, đăng kiểm mới đến tận tháng 1 năm 2023 luôn. Một chiếc Hyundai Aeon. Vâng, con này thì vừa chuyển về cái vị trí này, biển 88A03415. Vâng. Một dòng xe chạy rất là lành bền. Đấy các bác nhìn nội thất của nó vẫn còn tươi. Aeon 2012 số sàn. Đấy, chỉ có 156 triệu đồng thôi. Vâng, giá rất là mềm. Bên em thì nói chung là xe mua được rẻ thì xe bán rất là rẻ luôn. 2012 máy xăng 0.8 số sàn. Đấy, chỉ có 156 triệu đồng thôi. Vâng, chiếc Morning này thì vừa về tối hôm qua, sẽ chưa có báo giá cho các bác. Khi nào dọn dẹp xong thì em sẽ báo ạ. Vâng. Một chiếc Kia Morning đời 2016 động cơ máy xăng 1.25 số sàn biển 90A10375. Con này thì em đang bán với cái giá là 209 triệu đồng các bác nhá. Vâng, 209 triệu đồng chiếc Kia Morning màu vàng, la răng đúc, nội thất tươi, điều hòa mát, máy ngon. Kia Morning đời 2012 động cơ máy xăng 1.1 số sàn biển 98A15202. Con này thì em đang bán với giá là 132 triệu đồng. Vâng, 132 triệu đồng chiếc Kia Morning số sàn 2012 các bác nhá. Một chiếc Toyota Yaris đời 2013 động cơ máy xăng 1.5 số tự động nhập Thái. Con này biển 15A44578 và đang bán là 365 triệu đồng. Morning S 2018 động cơ máy xăng 1.25 số tự động biển 18A1198 và con này thì đang bán với cái giá là 358 triệu đồng. 358 triệu đồng chiếc xe này các bác nhá. Kia Morning đời 2011 động cơ máy xăng 1.0 số sàn biển 14A31839. Vâng, con này đại chất luôn và giá thì có 132 triệu đồng thôi. Chỉ 132 triệu đồng chiếc xe màu xanh này các bác nhá. Vâng, xe thì rất là đẹp và giá thì cũng tương đối là mềm. Toyota Camry đời 2013 form mới. Đấy, động cơ máy xăng 2.0 số tự động. Và con này thì đang bán là 539 triệu đồng, đã giảm giá kịch sàn rồi, cắt lỗ rồi. Vâng, đây là một cơ hội cho các bác. Nếu ai muốn sở hữu Camry form 2013-14 biển 99A35979 các bác nhá. Toyota Camry đời 2009 nhập đài, máy xăng 2.0 số tự động biển 34A07306 và đang bán là 419 triệu đồng. Vâng, chỉ có 419 triệu đồng chiếc xe Toyota Camry đời 2009 này thôi. Kia Cerato đời 2017 động cơ máy xăng 1.6 số tự động đang bán với giá 485 triệu đồng. Vâng, biển 15A30812 nhá. Em nhắc lại là bác nào mà quan tâm đến mẫu xe nào, các bác chỉ cần chụp màn hình lại, sau đó gửi qua Zalo cho em thôi. Hoặc là các bác báo, chứ nói thật lắm lúc về báo biển thì thực sự là em cũng không nhớ được, vì nhà nó rất nhiều xe. Kia Cerato đời 2018 động cơ máy xăng 1.6 số sàn
biển 14A38228, con này phải nói biển quá đẹp luôn, 8282 này. Vâng, và đang bán với cái giá là 419 triệu đồng. Kia Cerato đời 2018, động cơ máy xăng 1.6 số sàn, biển 14A31198, và con này đang bán là 439 triệu đồng các bác nhá. Vâng, 439 triệu đồng chiếc màu vàng cát vừa về ngày hôm qua. Kia Cerato đời 2016, động cơ máy xăng 1.6 số tự động, biển 15A53091, và con này thì đang bán với giá 475 triệu đồng. Xe rất là mềm luôn, giá quá ok. Vâng. Kia Cerato đời 2017, động cơ máy xăng 1.6 số sàn, biển 15A34529, và đang bán là 432 triệu đồng. 432 triệu đồng chiếc Kia Cerato màu đen này các bác nhá. Cerato nhà em có gần chục con cơ, thoải mái cho bác xem luôn. Kia Cerato đời 2021, động cơ máy xăng 2.0 số tự động, biển 15A95865, và đang bán với cái giá là 635 triệu đồng. 635 triệu đồng. Kia Cerato đời 2019, biển 15A49282. Vâng, con này số sàn và động cơ máy 1.6, giá 479 triệu đồng. Vâng. Một chiếc Camry 2012, máy xăng 2.4, bản 2.4G đó, số tự động, biển 15A05365, con này đang bán với giá là 519 triệu đồng các bác nhá. 2012, giá 519 triệu đồng. Hyundai Accent đời 2020, động cơ máy xăng 1.4 số tự động, con này đã rút hồ sơ rồi. Và chiếc xe này khách đã cọc ạ. Vâng, thì hôm nào mà có cái dòng này thì em sẽ báo. Vâng, cái dòng này phải nói là dòng xe cũng khá là hiếm hoi, mua về đến đâu là hết đến đấy. Hyundai Elantra đời 2017, động cơ máy xăng 2.0 số tự động, biển 12A08584, đang bán với giá 535 triệu đồng. Một chiếc Toyota Camry 2003, số tự động, nhập Canada, con này thì ga tự động, ghế chỉnh điện luôn nhá, giá 238 triệu đồng, đẹp luôn mà lại giá lại rẻ này, 14A14543. Đấy. Và bên này thì ta có một dãy xe 7 chỗ giá rẻ nhá. Mitsubishi Ranger 2009, động cơ máy xăng 2.4 số tự động, biển 16L0900, đang bán với cái giá 279 triệu đồng. Vios này thì khách đã cọc rồi, con này trước là biển 15A33405. Khách cọc rồi các bác nhá, nên là để tạm ở đây. Ford Everest đời 2005, đăng ký 2006, động cơ máy dầu 2.5 số sàn, biển 36A2044, đang bán 195 triệu đồng. Một chiếc Hyundai Santa Fe đời 2006, đăng ký là 2007. Một chiếc xe máy dầu 2.0 bản MLX, cực đẹp luôn. Máy dầu gầm bệ chắc chắn, 7 chỗ ngồi, rộng rãi, biển 34A37790. Xe này thì đang bán 375 triệu đồng các bác nhá. Máy dầu đấy ạ, 7 chỗ 375 triệu đồng. Chiếc Nissan Livina này thì khách đã cọc rồi, và bây giờ đang để đây chờ rút hồ sơ về cho khách thôi. Trước nó mang biển 30 đấy ạ. Vâng. Mitsubishi Rally đời 2005, động cơ máy xăng 2.0 số sàn MPA, giá 142 triệu đồng, 7 chỗ ngồi, xe từ Nhật, quá đẹp luôn, biển 34A11028. Ford Everest đời 2006, động cơ máy dầu 2.5 số sàn. Vâng, con này thì một chủ từ mới của biên phòng Móng Cái đó. Và các bác ấy bán là 238 triệu đồng. Đấy, 238 triệu đồng con máy dầu ấy các bác nhá. Máy dầu 7 chỗ số sàn. Kia Carrera đời 2009, động cơ máy xăng 2.0 số tự động, nhập Hàn, biển 15A13797. Con này zin cả xe và giá là chỉ 279 triệu đồng, bản full với giá nóc, đuôi gió thể thao và đầy đủ luôn, tích hợp đèn bi cầu xe lông. Vâng, la dâng đúc thể đẹp này. Một chiếc Hyundai Starrex đời 2001, niên hạn vẫn còn đến 4 năm nữa, và chiếc xe này thì đang bán với cái giá 65 triệu đồng, biển 15D01091 nhá. Vâng, xe cũng tương đối là tươi xe và giá lại mềm. Toyota Jay bản GL đời 2005, động cơ máy xăng 1.8 số sàn, biển 14A11706, đang bán 188 triệu đồng. Con này là một chiếc xe rất là đẹp luôn, 7 chỗ ngồi, nội thất vẫn còn gần như là zin nguyên bản, máy số thì cực kỳ ngon và tiết kiệm với động cơ 1.8 các bác nhá. Một chiếc Hyundai Getz
biển 15A46099. Con này thì về lâu lâu rồi. Giá 135 triệu đồng, đời 2009, nhập khẩu nguyên chiếc. Vâng, đây là một chiếc xe số sàn máy 1.1 nhé các bác nhá. Ăn xăng ít, tiết kiệm nhiên liệu, và dòng này thì tương đối là rộng. Những cái dòng như thế này thì thường thường ở bên taxi dịch vụ người ta hay chạy nhiều nên là rất là lành bền, ít khi nằm hỏng vặt giữa đường. Đây là một chiếc xe nên mua. Vâng, rất là tốt luôn. Mitsubishi Pajero đời 2000 hồi đó. Vâng, đời 2000 nhá. Động cơ máy xăng 3.0 bản V6 nhá. Con này thì số sàn 7 chỗ và đang bán 135 triệu đồng, biển 30A40765. Một chiếc Toyota Innova bản G 2006, biển 17A02442. Vâng, đây là một chiếc xe cực kỳ đẹp luôn, nội thất tươi, 8 chỗ ngồi rộng rãi, đăng ký 2007. Và con này thì đang bán là 225 triệu đồng các bác nhá. 225 triệu đồng chiếc Toyota Innova này. Toyota Innova đời 2010, động cơ máy xăng 2.0 số sàn, biển 30Z5143, 298 triệu đồng. Đấy, 298 triệu đồng. Toyota Innova đời 2013, động cơ máy xăng 2.0 số sàn, biển 15A35546, giá 325 triệu đồng. Một chiếc Mitsubishi Ranger đời 2009. Con này biển 88A49171, xe thì tương đối là cứng nhưng mà giá nó chỉ có hơn 200 một chút thôi. Vâng, giá loanh quanh, con này là 195 triệu, vâng, 195 triệu chiếc Ranger này. Rất đẹp luôn mà giá lại mềm nữa. Vâng, Toyota Innova đời 2010, động cơ máy xăng 2.0 số sàn, biển 14A12752, giá là 289 triệu đồng. 289 triệu đồng nhá. Dòng này là những cái dòng xe mà được rất nhiều bác nào chạy dịch vụ hoặc gia đình đông người lựa chọn luôn. Xe rất là bền. Vâng, đăng kiểm đến tháng 3 năm 2023. Chevrolet Captiva đời 2009, biển 89A0693, con này rút hồ sơ rồi. Vâng, con là máy 2.4 số sàn, giá là 215 triệu đồng các bác nhá. 215 triệu đồng. Một chiếc Nissan Grand Livina đời 2011, động cơ máy xăng 1.8 số sàn, biển 47A07783, và con này thì đang bán với cái giá là 195 triệu đồng. Chỉ có 195 triệu đồng chiếc xe này thôi các bác ạ. Vâng. Toyota Jay gọi là 2005, động cơ máy xăng 1.8 số sàn, biển 99A07432, đang bán với cái giá là 186 triệu đồng. Một chiếc Hyundai Tucson bản 2 cầu, phun kịch, cửa nóc đầy đủ, nói chung là chả chê cái gì, xe thì mới như là như thế này đây. Nhưng mà con này thì đúng là phải nói là bác trong miền Nam quá nhanh tay. Bác cái cọc ngay chiếc xe này, và con này thì bây giờ là đã rút hồ sơ rồi. Đấy, về nhà em được đúng nửa buổi. Xe đẹp như này không mua đúng là thực sự phí. Vâng. Đấy, các bác nhìn xe tươi như này mà cái giá của con này chỉ bán có hơn 200 thôi các bác nhá. Hơn 200 triệu thôi ạ. Vâng. Tiếp theo bên này ta có một chiếc Toyota Innova đời 2013, động cơ máy xăng 2.0 số tự động, biển 14A19264, màu vàng cát cực đẹp luôn. Con này thì đang bán 395 triệu đồng. 395 triệu đồng Toyota Innova 2013, full kịch nhá, không thiếu một cái gì nữa rồi. Và con này tư nhân chính chủ luôn. Hyundai Tucson đời 2011, bản nhập Hàn, động cơ máy xăng 2.0, 2 cầu, số tự động, biển 98A12135, và con này đang bán là 415 triệu đồng. Hyundai Santa Fe đời 2015, động cơ máy xăng 2.4 số tự động, biển 15A31078, đang bán là 695 triệu đồng, đăng kiểm đến tháng 11 năm 2022. Một chiếc Carian đời 2010, động cơ máy xăng 2.0 số tự động, biển 29A71746, đang bán là 286 triệu đồng các bác nhá. 286 triệu đồng. Một chiếc Captiva Chevrolet 2011, động cơ máy xăng 2.4 số tự động, biển 29A09806, và chiếc xe này thì em đang bán với giá là 309 triệu đồng. 309 triệu đồng các bác nhá. Một chiếc Mazda CX-5 vừa về cửa hàng xong. Một chiếc xe đẹp đời 2016, biển 14A63909. Vâng, xe đẹp như thế này nhưng giá nó chỉ có chưa đến 600. Vâng, 599 triệu đồng, đăng kiểm đến tháng 5 năm 2023. Màu đen rất đẹp luôn.
Em này thì tí nữa em xong video chi tiết tổng hợp thì em sẽ review chi tiết nó. Hyundai Santa Fe đời 2008, máy dầu 2.0 bản MPA, nhập khẩu nguyên chiếc. Vâng, giá thì hơn 4 đồng, biển 15A36008. Đây là một chiếc xe rất là ngon, máy chất gầm chắc luôn. Honda CR-V đời 2014, động cơ máy xăng 2.4 số tự động, biển 15A15428, đang bán với giá 646 triệu đồng. Toyota Fortuner đời 2013, động cơ máy xăng 2.7 số tự động 2 cầu bản full, biển 14A05529, đang bán 539 triệu đồng, đăng kiểm đến tháng 12 năm 2022. Một chiếc Honda CR-V đời 2013, động cơ máy xăng 2.0 số tự động, biển 15A68693, đang bán là 565 triệu đồng. Hyundai Tucson đời 2021, gần như là xe lướt rồi, động cơ máy dầu bản full 2.0 số tự động, biển 15A683996, giá là 979 triệu đồng các bác nhá, 979 triệu đồng. Kia Rondo đời 2014, động cơ máy xăng 2.0 số tự động, biển 14A03445. Con này nói các bác là đã rút hồ sơ rồi. Máy số thì dân vỏ zin và xe này đang bán là 459 triệu đồng, đăng kiểm đến tháng 6 năm 2023. Mazda CX-5 đời 2017, động cơ máy xăng 2.5 số tự động. Con này thì cũng đã rút hồ sơ cầm tay rồi, giá là 699 triệu đồng các bác nhá, 699 triệu đồng. Một chiếc Anglong SC-RV 515RV 2011, động cơ máy xăng 1.5 số sàn. Vâng, nhập khẩu nguyên chiếc, zin cả xe, không lỗi nhỏ, biển 15A30987, đang bán 115 triệu đồng. Hai chiếc Forester này thì vừa về cửa hàng xong. Vâng, những chiếc xe này chỉ hơn 100 triệu thôi, biển 14A6570 và 35A23198. Nhà em còn một con màu đỏ nữa, đợt này về 3 chiếc Forester nhá. Với giá tiền chỉ nhỉnh hơn 100 triệu đồng thôi, nhưng các bác đã có ngay được một mẫu xe đẳng cấp, thời thượng, rộng rãi, tiện lợi luôn. Và đây là một dòng xe sang đến từ thương hiệu của Ford. Vâng, các bác nhìn ạ, Ford Laser, đấy, cực kỳ đẹp luôn. Những chiếc xe này thì đời 2012 này, con này là 2 này, con này kia là 3, và giá nó sẽ là tầm 135 triệu đồng, động cơ 1.8, vâng. Ford Fiesta đời 2011, động cơ máy xăng 1.6 số tự động, biển 15A88596, đang bán là 259 triệu đồng. Màu cam vàng bắt mắt, xe đẹp, đấy, số tự động, đi cực sướng luôn. Toyota Camry đời 2000, động cơ máy xăng 2.2 số sàn. Con này thì máy số thân vỏ zin, một chủ từ mới, đã rút hồ sơ và đang bán với giá 179 triệu đồng. Một chiếc DU Lacetti đời 2010, 15A07444. Vâng, con này thì đang bán với cái giá là rất là rẻ thôi, 152 triệu đồng. Động cơ số sàn máy 1.5. À đây là 2009 nha các bác nhá, 2009. Vâng, xin lỗi các bác. Honda Civic đời 2008, động cơ máy xăng 1.8 số tự động, biển 15A27524, và đang bán là 290 triệu đồng. Một chiếc Buick Excellence, vâng, 148 triệu đồng, đời 2010, xe đẹp, biển 14A06041, vâng, động cơ máy 1.8, xe đi khỏe, chắc, tiết kiệm nhiên liệu và số tự động luôn, giá chỉ có 148 triệu đồng thôi, sự lựa chọn cực kỳ tốt cho gia đình, vâng, đi xe ngon, giá lại rẻ. DU Lacetti đời 2009, biển động cơ máy 1.6 số sàn, vâng, biển 14A06836, và đang bán là 148 triệu đồng. Lớp sơn màu bạc cực đẹp luôn, xe cứng nhá, con này thì cứng đét luôn ạ, giá 148 triệu đồng. Kia Cerato đời 2010, động cơ máy xăng 1.6 số tự động, biển 15A35010, và đang bán với cái giá là 328 triệu đồng. Đăng kiểm thì con này còn rất là dài, đến 2023 cơ. Vâng. Một chiếc DU Lacetti bản SE 2010, động cơ máy xăng 1.6 số sàn, nhập Hàn, và con này thì biển 15A69648, đang bán là 225 triệu đồng. Đấy, số 225 triệu đồng chiếc DU Lacetti các bác nhá, 2010. Vâng, bên em còn rất nhiều xe đấy. Mới báo được có 30 phút rồi mà đã vẫn còn rất nhiều xe đây, tha hồ cho các bác đến xem xe và trải nghiệm luôn. Ford Fiesta đời 2018, biển 14A29859,
Vâng, một chiếc xe cực kỳ đẹp, số tự động, nội ngoại thất tươi, dòng xe hatchback cỡ trung. Và cái dòng là con này thì bán giá hơn 4 đồng một chút nha các bác nhá. Vâng. Hyundai Avante đời 2015, động cơ máy xăng 1.6 số tự động, biển 15A38141-7, đang bán là 359 triệu đồng. 359 triệu đồng Avante 2015. Chevrolet Cruze đời 2018, động cơ máy xăng 1.8 số sàn, biển 15A38836, đang bán là 358 triệu đồng. 358 triệu đồng nha các bác nhá. Chevrolet Cruze 2017, động cơ máy xăng 1.6 số sàn, biển 88A11715, giá là 345 triệu đồng. Chevrolet Cruze 2013, động cơ máy xăng 1.6 số sàn, biển 88A17299 và đang bán với giá là 262 triệu đồng. Daewoo Lacetti bản EX đời 2010, động cơ máy xăng 1.6 số sàn, nhập Hàn. Con này thì biển 16L46009, một chủ từ mới và giá là 225 triệu đồng. Vâng, xe nhập nó đi bao giờ cũng sướng các bạn. Hyundai i30 bản CW biển 15A21316. Vâng, động cơ đời 2009, động cơ máy 1.6 số tự động, bản nhập Hàn. Và con này thì full kịch rồi, giá chỉ có 315 triệu đồng ạ. Vâng, 315 triệu đồng trước Hyundai i30 CW nhá. Hyundai Accent đời 2014, động cơ máy xăng 1.4 số tự động, nhập Hàn, biển 14A25133. Con này thì đang bán với giá 379 triệu đồng, xe đẹp zin cả xe luôn. Mitsubishi Lancer Fortis 2009, nhập khẩu, động cơ máy xăng 1.8 số tự động, biển 15A17021 và đang bán với cái giá là 315 triệu đồng. Một mẫu xe thể thao bộ đồ sport nghe cực sướng luôn các bác nhá. Có cửa sổ trời đó, không thiếu cái gì luôn. Kia Rio đời 2013, động cơ máy xăng 1.4 số tự động, nhập khẩu. Con này thì biển 12A16102, đã rút hồ sơ rồi, giá là 350 triệu đồng. Toyota Camry đời 2005, động cơ máy xăng 2.4 số sàn, biển 15A25272. Chiếc xe này đang bán với giá 269 triệu đồng các bác nhá. 269 triệu đồng. Một chiếc Hyundai Grand i10 2015, động cơ máy xăng 1.0 nhập Ấn, số sàn biển 15A19160 và con này đang bán là 215 triệu đồng. Một chiếc Mazda 3 2012, động cơ máy xăng 1.6 số tự động, biển 19A101620, đang bán là 379 triệu đồng. Mẫu form mới, xe đẹp luôn đấy ạ. Vâng, 2012 nhá. Mazda 3 2016, động cơ máy xăng 1.5 số tự động, biển 14A2807 và con này thì đang bán với giá 498 triệu đồng. Vâng, đây là Mazda 3 bản hatchback các bác nhá. Mazda 3 bản sedan 2015, động cơ máy xăng 2.0 số tự động, bản full, cửa nóc đầy đủ, xe đẹp bản cao cấp nhất và con này đã rút hồ sơ rồi. Giá là đang là 479 triệu đồng. 479 triệu đồng các bác nhá. Hyundai Elantra bản 1.6 turbo, hàng hiếm luôn á. Vâng, đây là một chiếc xe nhập khẩu Hàn Quốc, số tự động, bản biển 14A64102, ăn xăng cực ít luôn và giá là 598 triệu đồng. 598 triệu đồng con này nhá các bác nhá. Elantra đời 2018. Mazda 2 2016, động cơ máy xăng 1.5 số tự động, biển 15A26648. Đây là một chiếc xe rất là ngon, giá chỉ 405 triệu đồng thôi, màu vàng cát đẹp luôn này. Màu vàng cát rất đẹp luôn các bác nhá. Mazda 3 2011, động cơ máy xăng 1.6 số tự động, nhập khẩu. Con này thì zin đét cả xe, đã rút hồ sơ rồi và giá là 328 triệu đồng. 328 triệu đồng chiếc Mazda 3 2011 này các bác nhá. Mazda 3 Premium 2020. Vâng, một chiếc xe đẹp bản sedan, động cơ máy xăng 1.5 số tự động, biển 34A40351, đang bán là 689 triệu đồng. Một chiếc xe vừa về form mới nhá, đăng kiểm đến tháng 2 năm 2023. Mazda 2 2018, động cơ máy xăng 1.5 số tự động, biển 98A44170, đang bán với cái giá 446 triệu đồng. Mazda 3 2012, động cơ máy xăng 1.6 số tự động, biển 14A05212, đang bán với giá 355 triệu đồng. Kia Morning đời 2017, động cơ máy xăng 1.25 số sàn, biển con này thì, xe dịch vụ đã rút hồ sơ rồi. Và cái loại này thì rất là ngon, giá nó chỉ có 215 triệu đồng thôi.
Nhà em có hai con nhé các bác nhá, 215 triệu đồng, Moling 2017, la răng đúc, màn hình đầy đủ, nội ngoại thất không chê vào đâu được, giá rất là mềm. Hyundai Grand i10 bản sedan 2017, động cơ máy 1.2 số sàn. Con này thì biển 14A26597, giá chỉ có 268 triệu đồng ạ. 268 triệu đồng chiếc i10 sedan này các bác nhá. Honda Civic đời 2011, động cơ máy xăng 1.8 số tự động. Biển 15A01015. Con này thì em đang bán được cái giá là chỉ có 345 triệu đồng ạ. 345 triệu đồng. Tầm này thì bắt đầu ánh nắng lên rất là sáng, tha hồ cho các bác xem xe nhá. Vâng, nên là mời các bác đến cửa hàng xem xe và trải nghiệm luôn. Toyota Vios bản E bản CVT 2021, động cơ máy xăng 1.5 số tự động. Biển 15A71093 và đang bán là 535 triệu đồng. Một mẫu xe đẹp bản tự động EVT CVT nhá các bác nhá. Vâng, rất là ngon luôn. Mazda 2 2017, động cơ máy xăng 1.5 số tự động. Biển 14A27485 nhưng giá nó chỉ có 435 triệu đồng thôi ạ. 435 triệu đồng Mazda 2 màu vàng cát, vừa về cửa hàng được 2 hôm. Vâng, xe đẹp như này không mua để làm gì, hơi phí đấy các bác. Vâng. Rồi bây giờ ta sẽ chuyển sang các cái mẫu cỡ nhỏ. Vâng, những mẫu xe cỡ nhỏ giá bình dân. Đây là một chiếc xe giá chỉ có 69 triệu đồng thôi. Daewoo Lumina 2 đời 2002, động cơ 1.6 số sàn. Màu xanh tím rất đẹp, biển 14L8045. Và con này thì đang bán với giá 68 triệu đồng 68 triệu đồng luôn đấy ạ. Rẻ như cho luôn đấy. Kia Morning đời 2014, động cơ máy xăng 1.1 số tự động. Biển 29D04834, bản van nhé các bác nhá. Con này đang bán 255 triệu đồng Kia CD5 đời 2005, động cơ 1.3 số sàn. Biển 88A04383, đang bán là giá 69 triệu đồng con này. 69 triệu đồng chiếc CD5 này các bác nhá. Vâng. i10 2015 nhập Ấn, máy xăng 1.0 số sàn, biển 15A19100, 198 triệu đồng. Daewoo Matiz SE 2007 nhập Hàn, động cơ máy xăng 0.8 số tự động, biển 15A07767, đang bán 140 triệu đồng. Đã giảm giá cho các bác rồi nhá. Chevrolet Spark Van 2011, động cơ máy xăng 1.0 số tự động, nhập Hàn, biển 29D10149, đang bán 155 triệu đồng. Vâng, Spark Van số tự động là dòng xe lựa chọn cực kỳ tốt cho các bác. Những ai mà mua về cho vợ để đi shopping, đi chợ hoặc là đi chở hàng hóa cũng rất là ok. i10 sedan 2016 nhập Ấn, máy xăng 1.0 số sàn, biển 36A74203, giá 248 triệu đồng. Moling đời 2009, động cơ máy xăng 1.0 số tự động nhập Hàn, biển 29A37286, giá 210 triệu đồng. Moling 2016, động cơ máy xăng 1.25 số sàn, biển 15A27917, giá 208 triệu đồng. Chevrolet Spark 2011, động cơ máy xăng 0.8 số sàn, biển 34A30010, 95 triệu đồng các bác nhá. Xe rất là đẹp luôn, 95 triệu đồng nữa. i10 2015, động cơ máy xăng 1.0 số tự động, biển 15A40298, đang bán là 315 triệu đồng các bác nhá. 315 triệu đồng i10 2015 số tự động nhập Ấn ạ. Vâng. Toyota Wigo 2019 1.25 số sàn, biển 15A48574 và đang bán là 289 triệu đồng. Kia Rio đời 2011 bản full nhập Hàn, máy xăng 1.4 số tự động, biển 34A42581, đang bán với giá 325 triệu đồng. Daewoo Lacetti đời 2005, động cơ máy xăng 1.6 số sàn, biển 17A05747 và năm này đang bán với giá là 98 triệu đồng nhá. 98 triệu đồng chiếc xe này ạ. Honda Accord đời 2019, biển 20A10708 và đang bán giá là 75 triệu đồng. Đây là một mẫu sedan nhập Nhật nhé các bác nhá. Hàng cao cấp nhập Nhật luôn ạ. Xe rất là đẹp luôn. Kia Morning Van đời 2012, động cơ máy xăng 1.0 số tự động, biển 78D0083, đang bán giá là 220 triệu đồng. Một chiếc Kia Morning đời 2017 màu xanh, động cơ máy 1.25 số sàn. Vâng, đang bán với giá hơn 200 thôi. Và con này thì một chiếc xe cũng tương đối khá là ngon, 215 triệu đồng.
Deumatis đời 2006, động cơ máy xăng 0.8 số tự động nhập khẩu Hàn Quốc, giá 135 triệu đồng. Con này đã rút hồ sơ rồi. Chevrolet Spark Van 2011, động cơ máy xăng 1.0 số sàn biển 29D003A2 và con này đang bán là 95 triệu đồng. 95 triệu đồng các bác nhá. Kia Morning đời 2017, động cơ máy xăng 1.25 số sàn. Con này là rút hồ sơ rồi. Xe đẹp không có lỗi. Đấy, máy số bao zin luôn các bác, 215 triệu đồng. Đấy, Morning 2017 lựa chọn cực kỳ tốt luôn, la răng đúc, màn hình Android, nội thất ghế còn nguyên bản luôn, xe cứng luôn, giá còn đăng kiểm còn đến tháng 2 năm 2023. 215 triệu đồng. Kia Morning đời 2017, động cơ máy xăng 1.25 số sàn, 210 triệu đồng. Đấy, 210 triệu đồng các bác nhá. Xe rất là đẹp, bên em thì Morning rất nhiều. Các bác cứ đến xem xe là kiểu gì cũng có xe mang về. Morning đời 2012, động cơ máy xăng 1.0 số sàn, biển 30E37288, 135 triệu đồng. 135 triệu đồng chiếc xe này các bác nhá. Hai Ma 2 đời 2012, động cơ 1.5 số tự động nhập khẩu, biển 15A06032, đang bán là 179 triệu đồng. Đấy, 179 triệu đồng các bác nhá. Kia Morning đời 2015, động cơ máy xăng 1.25 số sàn, biển 98A45484, đang bán với giá là 185 triệu đồng con này. 185 triệu đồng các bác nhá, 2015 đấy ạ. i10 2016, nhập ấn máy xăng 1.0 số sàn. Đây là một chiếc xe đã rút hồ sơ rồi, giá 218 triệu đồng. 218 triệu đồng, xe đẹp bao zin nha các bác nhá. Hyundai Grand i10 2019, máy xăng 1.2 bản số sàn, xe đẹp bao zin toàn bộ và con này đang bán là 329 triệu đồng, đã được độ nội thất ghế da màu cam rất đẹp luôn. Kia Morning đời 2011, động cơ máy xăng 1.0 số sàn, biển 15A03871, 135 triệu đồng. 135 triệu đồng chiếc Morning 2011 nhé các bác nhá. i10 2019, động cơ máy xăng 1.2 số sàn, biển 88A50564, con này vừa về xong, 298 triệu đồng. 298 triệu đồng i10 2019. Vâng. Còn dãy bên này thì nhà em có còn mấy con thôi, còn đâu là toàn xe cọc thôi. Vâng. Đây là một chiếc xe cọc rồi này, khách cọc rồi này. Morning 2017 này, khách cũng cọc rồi. Vios 2012 khách cọc rồi. Kia Morning đời 2011, động cơ máy 1.0 số tự động nhập Hàn, biển 29D04719, đang bán là 210 triệu đồng. Morning nhập nhá, 210 triệu đồng. Mẹ bật động cơ 3 máy 1.0. Xpander thì khách cọc rồi. i10 sedan khách đã cọc. Morning đời 2017, động cơ máy xăng 1.25 số sàn, đã rút hồ sơ rồi, 225 triệu đồng. Một chiếc hai ma rất là đẹp luôn. Con này là hai ma 3 và thưa các bác là con này thì chưa có báo giá chi tiết các bác nhá. Lúc nào có em sẽ báo ngay vì con này đang còn dọn xe nữa. Vâng, Vios bạc này thì cũng đã cọc rồi. Deumatis bản SE 2008, động cơ máy xăng 0.8 số sàn. Con này biển 26A02102, 79 triệu đồng các bác nhá. Xe rất là mềm, giá ngon, ok luôn. Một chiếc XLT 2 vâng. Con này thì đã ra biển cho khách rồi nhưng mà bác ấy đang công tác ở trong Sài Gòn. Bác ấy hẹn thứ năm này ra lấy. Vâng. Một chiếc i10 đã cọc các bác nhá. Vâng, bên nhà em thì xe đã cọc thì tương đối là nhiều. Thế còn ngoài ra thì bên em đang có 4 cái nắp thùng của các dòng BT rồi Ranger. Đây là một chiếc nắp thùng của BT 50 2015-16. Cái nắp này thì em bán 5 triệu nhá. BT 2018 5 triệu, đổ xô D-Max và Ranger cũng 5 triệu. Vâng, nói chung là bốc xô 5 triệu luôn. Bác nào mà nhanh tay thì cứ alo, còn lốp thì khuyến mại nhá, bác nào đến xin cho luôn. Đấy. Vâng, nhà em mới dọn bãi nên nói chung là đồ đạc các thứ nó hơi lỉnh kỉnh một chút. Thế còn đấy, nhà em thì có tổng thể đến hơn 350 đầu xe. Và sắp tới quy mô sẽ là hơn 500 đầu xe. Nhưng bác nào mà yêu thích cái xe nào thì các bác chỉ cần chụp ảnh điện thoại gửi qua Zalo cho em Vũ Diêu thôi, qua số điện thoại 0869 158 926.
Em sẽ gửi video báo giá chi tiết cho các bác và sẽ có ảnh kèm theo cũng như là chi tiết về tất cả các cái xe tại cửa hàng của em Vũ Duy Ô Tô. Cảm ơn các bác đã theo dõi và quan tâm em Vũ Duy Ô Tô trong suốt thời gian dài vừa qua. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo. Đấy, xe đẹp giá rẻ luôn.